Hello cả nhà ơi, hôm nay mình đi lên đây chia sẻ cho cả nhà xem cái miếng đất của nhà em nha. Cái miếng đất này là rộng, rất là rộng. Cái này là dài đến 20 mét vuông nha cả nhà, 20.000 mét vuông. Đó, thì từ ở góc bên đây, từ cái lưới của nhà kế bên đi lên tuốt trên cái nhà đỏ đỏ lên nó luôn á cả nhà, đó tuốt trên đó và đi qua góc bên này đây. Đó đã bán rồi nha cả nhà, cái bảng này là đã bán rồi nè, đó xô là bán rồi. Đi dài tuốt xuống dưới cái nhà kế bên đó đó, đi lên trên kia luôn cả nhà ơi, đi lên thẳng lên đó luôn. Đó là 20.000 mét vuông á cả nhà. Thì vì đam mê trồng cây quá cả nhà ơi, tại vì mình thích trồng cây ăn trái á, nên là hai vợ chồng là quyết định là mua miếng đất này. Vì cái miếng đất này á, được cái là miếng đất nó nằm ngay miếng đất gốc mà nó vuông vắt, nó vuông nữa cả nhà, nó vuông, nó không có bị giống như là đầu to đít nhỏ hay là đầu nhỏ đít to gì đó không biết, nhưng mà nó rất là vuông và miếng đất này nó rất là đẹp. Nên là hai vợ chồng đã quyết định mua cái miếng đất này để trồng cây ăn trái, và sau này là về già mình xây cái nhà nhỏ nhỏ ở đây để mình có cây ăn trái nè, rồi có hồ mình nuôi cá nè. Đó, cả nhà thấy không? Rất là rộng nha. Mình đi qua tới bên đây luôn nè cả nhà. Thì hiện tại là mình đã mua rồi và mình đã trồng rất là nhiều cây ăn trái rồi, hình như là cũng cỡ 40 mấy cây ăn trái rồi đó cả nhà. Thì cây hiện tại cũng là đang phát triển, mình xuống cái cây này cũng được là bao nhiêu tháng, là mấy tháng rồi đó cả nhà. Đó, thì cứ mỗi tuần là ông xã và thằng con trai lớn đi lên đây cắt cây, cắt cỏ và mình cũng đi lên phụ luôn cuối tuần. Thì cuối tuần cả nhà đi lên đây phụ cắt cỏ rồi cắt mấy cái cỏ dại mà nó mọc xung quanh mấy cái cây ăn trái đó. Đó mình cắt hết. Đây khoe cho cả nhà xem. Đây vùng quê rất là yên tĩnh nha cả nhà nhé. Sau này về già thì mình nuôi gà nè, nuôi vịt nè, mình nuôi gà trống được nha cả nhà. Còn mà nhà mà ở sát sát nhau ở thành phố á, thì nuôi gà trống không có được, là tại vì nó sẽ gáy. Nó gáy ồn ào, người ta sẽ phản ảnh, người ta sẽ cầm lên. Thì mình thích nuôi gà, nuôi vịt nên mình phải đi về cái vùng quê một chút xíu, chạy 1 tiếng 45 phút hay 2 tiếng là về cái vùng quê này. Mình mua miếng đất này là rất là thích. Ok cả nhà ơi, bây giờ theo chân mình đi vô xem mấy cái cây ăn trái nha. Hôm nay em mất có mấy cây cái cây là cây gì ta, khoai mì cả nhà ơi. Khoai mì ở miền Nam ta gọi khoai mì phải không ta, còn miền Bắc là ta gọi khoai sắn đó nè. Được mấy chậu nè, em sẽ trồng mấy chậu ngay góc này nha cả nhà, mấy chậu khoai sắn ngay góc này nó. Bây giờ con trai sẽ đào lỗ để trồng. Thì nguyên dãy là đu đủ với sắn rồi chuối ngay góc này, còn ở trên góc kia thì là cây ăn trái. Đây mình có cái hồ này, cái hồ này. Pop Michael, don't use all the batteries, so first. Okay. Đây là những cái cây khoai môn đỏ nè cả nhà. Khoai môn đỏ, còn cái này là khoai môn trắng. Cái này khoai môn trắng, ở đây là cũng là khoai môn luôn nè. Thì nguyên một dãy ở đây là mình trồng khoai môn. Rồi chuối với mía. Rồi đu đủ. Đu đủ. Đu đủ. Hồ ở đằng đó, ở trên đó thì mình trồng cái gì ta, hoa hồng, những cái viên gạch nha, đó là hoa hồng. Rồi ở dưới này mình sẽ nuôi cá nha cả nhà nhé. Nuôi cá hiện tại giờ mình chưa biết là
hồ này đã có cá chưa thì mình chưa biết. Cái lúc mình mua thì mình không có biết là trong đây có cá hay không. Nhưng mà để bữa nào mình thử gì ta? Bữa nào mình thử kéo lưới coi thử coi có cá không nha cả nhà. Cỏ xung quanh cái cây này nè. Hello cả nhà ơi, đây là một dãy cây của nhà em nha. Đây một cây nè, cây đào nha cả nhà. Hai cây, ba cây, ba cây đào, một cây vú sữa, bốn. Ở đằng kia là cây mít 5. Ở đằng kia cây mít là 6. Cây này cây gì không biết nữa. Đây. Cây nhãn. À, cây này cây vải. Đây. Cây bưởi. Bưởi năm rồi, bưởi Thái. Cây này bưởi luôn. Cái này là bưởi vàng. Đây có trồng sả nè. Sả hôm nay tươi tốt rồi nè. Sả. Thanh long. Thanh long hôm nay cũng nó nhảy nhánh này nè. Mới xuống mà nó nhảy nhánh này nè. Đó, nó nhảy nhánh con ở đó đó. Đây là gì? Đây nó cây nhảy nhánh chưa? Chưa nhảy nhánh mới. Cái này là lấy cây đi cắt thôi. Đây là cái cây blueberry. Blueberry một dãy ngay đó. Đây là cái táo nè cả nhà. Táo. Táo hôm nay cũng bự á. Hôm nay cũng nhảy cao quá trời luôn này. Còn cái này, cây này cây tắc. Cây tắc nè, chuẩn bị có tắc rồi nè. Đó. Ok. Ở đây hình như là cây gì ta? Cái cây mẫn cầu rồi. Cái cây mẫn cầu sim này á là nó không có hợp khí hậu ở đây thì phải, nó không có lên. Nó không có lên, nó bị chết đây nè. Để xem sao. Đây là cây hồng. Đó, cây hồng là mùa đông là nó rụng lá nè. Bây giờ hồng nó lên lá lại quá trời lá luôn rồi. Đó. Cái cây là cây gì đây? À, cái cây này cây blueberry. Cái cây này cây gì? Không biết cây gì luôn. Mất lá rồi. Ồ, đây là cây bơ của nhà em nè cả nhà ơi. Đó, bơ hôm nay lên này nè. À, thì ra cái cây sambuche của mình nó bị chết nè cả nhà. Nó bị chết nhưng mà nó nhảy lá lại nè, nó nhảy nhánh lên. Đây góc này đây. Nó chết ở trên nhưng mà cái cây ở dưới nó vẫn còn nhảy nhánh nha. Ok, đi qua bên đây. Cây này là cây sung. Cây sung nhà em đó. Đi qua góc bên này. Cái cây này cây bơ luôn. Hôm nay cây bơ này nó bự ghê luôn rồi. Bơ thì như nó thích hợp ở trên mùa trên đây thân. Thì phải. Đây là cây nhãn. Cây nhãn. Đây là cây lựu cả nhà ơi. Cây lựu hồng giòn. Đây là cây hồng giòn. Cả nhà ha. Hồng giòn. Ô, cây mẫn cầu của nhà mình đây.
Mình tưởng nó chết rồi, ai về nó không chết cả nhà ơi, hên quá cây mẫn cầu. Cây này là cây chanh. Cây chanh nhà mình nè. Cây này cây gì? Cây này cây cam. Cây cam này chắc phải ấy nó lên qua cho nó thẳng lên. Cây cam. Đây là cái táo nhà mình nha. Cái táo đây. Cái lê với cái lê. Xuống dưới đây là cái gì nữa? Hình như cây lê cũng phải. Ở dưới đây là cũng là cây lê á. Cây hôm nay nhảy nhánh này nè, nhảy nhánh luôn nè. Đây là cây gì đây không biết luôn, cây tắc thì phải. Cái này như cây tắc á. Có cái trái nè. Có trái nè cả nhà thấy không? Qua bên này là cây gì? Ui! Cây này là cây gì đây? Có trái nè. Ô! Cây này là cây quýt cả nhà ơi. Đó, có trái nè. Có trái quýt rồi, đã chưa? À, trong cái lá này có cái lá sâu nè. Lá sâu là mình phải bứt đi để nó phá hủy hết mấy cái cây của mình. Đó, mình phải bứt mấy cái lá sâu này đi cả nhà ơi. Ui, cây tắc của nhà mình, cây quýt nhà mình nó có trái rồi cả nhà ơi. Đã quá, đã quá, đã quá. Đây nè, là một trái nè. Hai trái nè. Ba trái nè. 4 trái nè. 5 trái, 6 trái ở đằng này. He được 6 trái. Bây giờ mấy cái lá này mình phải nhổ bỏ. Mình phải nhứt bỏ nó hết. Mấy lá sâu. Ok. Đây là cũng là cái cây mẫn cầu gai. Thì mẫn cầu gai nè, mẫn cầu gai nó không có thích hợp ở trên này thì phải. Mình trồng nguyên một dãy mẫn cầu gai luôn mà không có thích hợp. Đây là cái gì? Đây là cây hồng giòn. Hồng giòn. À, cây lựu có bông rồi nè cả nhà ơi. Đây, cây lựu. Đây là cây gì? Cây vải. Excuse me. Không biết cái cây này là cây gì luôn. Excuse me. Không biết cái cây này cây gì không nhớ nữa. À, cây này là cây nguyên một dãy nè, cây gì ta? Cây bơ. Thì một cây chết cả nhà ơi. À, đây. Đây là cây sung. Cây sung. Cây xoài này chết mà nó mọc lại rồi nè cả nhà. Đó, tưởng là nó chết ai về nó mọc lại nè cả nhà thấy không? Đây lá xoài đây. Đó, nó mọc lại rồi đó. Ở đây. Có cây xoài nữa nè. Đây. Đây là một cây xoài nữa. Ok. Mình đi qua chân lý bên đây góc này nha. Đây là cái lựu. Thì mình trồng một dãy lựu, rồi xoài, rồi cam, rồi quýt, rồi bưởi. Cây này là cây gì đây không biết nữa. Trời đang mưa cả nhà ơi. Cây này cây gì mình không biết cái gì luôn, không nhớ. Cây chanh hay là cây cam gì đó. Đó. Thì đây cả nhà thấy không? Một dãy nhà mình trồng rất là nhiều cây. Vì đam mê trồng cây ấy cả nhà. Nên là trời ơi, trời đang mưa cả nhà ơi. Đó, còn ở dưới hồ đó là mình trồng mấy cây hồng rồi chuối rồi.
Ơi mưa rồi cả nhà ơi, đi vô thôi. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi.